Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh móc len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái túi tỏi hình con thỏ rất là đáng yêu như thế này nè các bạn, để chúng ta chào mừng năm mới, năm 2022 ha. Thì mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu hổ này của Mimi Handmade nha. Nếu mà các bạn yêu thích đó, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và mình hy vọng là các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh Mimi Handmade của mình. Sắp tới sẽ có mẫu nón hổ cũng như là áo khoác trang trí hình con cọp con á. Mình hy vọng là các bạn sẽ đón xem nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng móc cái túi tỏi này nha các bạn. Đối với cái mẫu túi tỏi này các bạn, thì các bạn sẽ sử dụng len sợi tự do nha. Ở đây là mình sử dụng len microtông nè, cuộn 125g và mã màu vàng tươi của mình sẽ là màu số 20 nha các bạn. Rồi các bạn muốn làm cái phần gâu á thì các bạn có thể là lấy cùng loại len microtông luôn, mà các bạn lấy cái màu khác màu để các bạn làm. Ở đây các bạn thì mình làm nguyên cái combo màu hồng da với lại màu hồng này, thì mình sẽ phối chung với nhau luôn cho nó dễ thương. Màu hồng da này là mình làm màu 44 nè, còn cái gâu này là mình làm màu 50, cùng cái loại len luôn á các bạn. Thì ở cái gâu bên đây, thay vì là mình sẽ sử dụng 5 cộng như thế này thì mình tách cái sợi này nó ra các bạn, thì mình lấy hai sợi để mà mình làm thôi, để cho mình nó mảnh hơn nè các bạn, tại vì cái túi này nó cũng nhỏ à. Còn nếu mà các bạn có cái cotton Việt Nam hoặc là cái sợi gì á, mà sợi chỉ cotton cũng được, hoặc là loại sợi cotton này cũng được nè, các bạn sẽ thêu cho nó nhỏ gọn nè các bạn, mình khỏi cần tách sợi, mình dùng một sợi thôi ha. Rồi các bạn chuẩn bị cho mình một ít len màu trắng như thế này để mà mình làm cái phần gâu con bé hổ á. Rồi chuẩn bị thêm cho mình cái kim móc hai đầu số 3, 4, mình sẽ móc đầu số 4 nha các bạn. Ở đây là mình sẽ móc cái kim đầu số 4 này nha, tại vì cái này mình mới mua các bạn, cho nên là nó hơi đâm vô tay mình quá à, tại chưa có quen á. Các bạn chuẩn bị thêm cho mình cái keo nến với lại cái hạt mắt này, hạt mắt size 8cm nha các bạn. Nếu mà các bạn không có thì các bạn tạo bằng len cũng được nữa, các bạn thêu bằng len đen cũng được nha. Rồi cái hạt nút gỗ này, rồi các bạn chuẩn bị thêm cái này cho mình, rồi kéo cắt len cũng như là kim khâu len nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy len ra và tạo cho mình một cái nút thắt trước. Từ đây các bạn sẽ móc lên cho mình 9 mũi móc xích, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sau khi móc xong 9 mũi móc xích, các bạn sẽ móc lên thêm cho mình 2 mũi móc xích nữa. Các bạn quấn len một vòng lên kim nè, đâm kim vào cái chân móc thứ 9, các bạn thực hiện một mũi móc kép. Đâm kim vào cái chân móc, kế tiếp các bạn thực hiện một mũi móc kép. Và bây giờ các bạn sẽ làm lần lượt mỗi chân móc là mỗi mũi móc kép cho tới cuối hàng luôn. Chúng ta sẽ có được 9 mũi móc kép ở cái bên mặt này ha các bạn. À, các bạn mình móc quen á các bạn, cái nó gãy mà mình vẫn móc được. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc vào cái chân móc cuối cùng này nè, thêm cho mình 6 mũi móc kép nữa nha. Là tổng cộng ở cái chân móc cuối cùng này chúng ta sẽ có được là 7 mũi móc kép. 2, 4, 5, 6, 7. Rồi như thế thì chúng ta đã hoàn thành rồi nè các bạn. Các bạn móc vào cái phần đối diện nè, mỗi chân móc là mỗi mũi móc kép cho tới chân móc cuối cùng nha. Ở chân móc cuối cùng chúng ta sẽ móc thêm 6 mũi móc kép nữa vào đó, cộng với một mũi móc kép đầu tiên chúng ta tạo nên đó các bạn, là nó sẽ được 7 mũi móc kép, nó sẽ đối xứng như bên đây. Thì cái hàng thứ nhất của chúng ta nó đã đều rồi. Mình gần tới cái điểm cuối rồi nè các bạn. Đây, cái điểm cuối cùng rồi nè. Chúng ta sẽ móc vào đây 6 mũi móc kép. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
cộng với mũi móc kép đầu tiên ở đây nè các bạn là 7 ha, chụp mũi vào trong cái chân móc đầu tiên đó. Rồi lên cái hàng móc thứ hai, chúng ta sẽ móc lên 2 mũi móc xích. Các bạn quấn len đâm kim vào cái chân móc đầu tiên, móc 2 mũi móc kép cùng một chân. Và bây giờ các bạn sẽ móc lần lượt mỗi chân móc kế tiếp là mỗi mũi móc kép. Tới cái cụm 7 mũi đó chúng ta sẽ tăng mũi ở cái cụm đó ha các bạn. Mỗi cái chân móc ở cái cụm 7 mũi chúng ta sẽ móc vào đó 2 mũi móc kép cùng một chân. Rồi, mình đã tới rồi nè các bạn. Đây cái cụm 7 mũi của chúng ta nè. Cái chân móc đầu tiên này, chúng ta sẽ móc vào đây 2 mũi móc kép cùng một chân. Chân móc kế bên 2 mũi móc kép cùng một chân. Là chúng ta được hai chân rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ móc thêm 5 chân nữa. Mỗi chân là 2 kép. Rồi các bạn sẽ móc cái cụm này nha. Mình đã móc tới cái cụm thứ 6 rồi đó các bạn. Còn một cụm cuối cùng nè, cụm thứ 7. Rồi, khi mà móc xong 7 cụm như thế này, này các bạn có thể là kiểm tra nè, 1 2 3 4 5 6 7. Thì những cái chân móc tiếp theo các bạn sẽ móc vào. Đây, mỗi chân là mỗi mũi móc kép. Tới cái cụm 6 mũi mà chúng ta tăng ở lúc đầu đó các bạn, thì chúng ta sẽ móc vào cái cụm 6 mũi đó, mỗi chân móc là 2 mũi móc kép, tương tự như bên đây. Rồi, mình đã tới cái cụm 6 mũi rồi nè các bạn. Đây, dễ dàng nhìn thấy ha. Chúng ta sẽ móc vào chân móc đầu tiên của cái cụm này 2 mũi móc kép cùng một chân. Chân kế bên 2 mũi móc kép cùng một chân. Chân kế tiếp cũng vậy luôn. Được 3 rồi đó. 4 5 6 cộng với 2 mũi móc kép đầu nữa là một cụm nữa là 7 rồi đó các bạn. Như vậy thì chúng ta sẽ trượt mũi và kết hàng, đúng không các bạn? Đó. Rồi, các bạn sẽ canh chỉnh lại cái form cho mình ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ kéo ra một cái đoạn len và chúng ta sẽ cắt len. Rồi các bạn sẽ rút cái này lại, lấy cho mình cái kim khâu len á, xỏ cái len này qua. Rồi các bạn sẽ để ý cái chân móc đó luôn nè. Chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc này, rồi lật cái bề trái xuống để chúng ta giấu cái phần len thừa này vào trong mũi móc ha các bạn. Rồi chúng ta sẽ tạo cái lỗ tai ở cái mảnh sau các bạn, thì các bạn sẽ làm cho mình một mảnh y hệt như thế này nè, làm hai hàng móc như thế này thôi ha. Chỉ có cái mảnh đầu tiên á, là mình sẽ tạo cái lỗ tai thôi, còn cái mảnh sau thì mình sẽ không cần nha. Cái điểm này là cái điểm mà chúng ta cắt len đúng không các bạn? Hồi nãy chúng ta mới giấu nè. Bây giờ chúng ta sẽ xoay nó lại đi, để mà mình làm cái lỗ tai nó ở chỗ cái này luôn ha. Mình sẽ cho nó đẹp hơn. Rồi các bạn sẽ để ý thấy cho mình nè. Ở đây là cái cụm 2 mũi móc kép cùng một chân. Ở đây là cái cụm 2 mũi móc kép cùng một chân nè ha. Rồi chúng ta sẽ đếm nè. 1, 2, 3, 4. Ở trong móc kép thứ tư này các bạn sẽ đưa cái kim móc này qua, kéo cái phần len qua, móc lên cho mình một mũi móc xích ha. Bây giờ nẹp cái phần len này vào trong cái mũi móc luôn nè. Các bạn quấn len một vòng lên kim đi, bỏ qua cái chân móc kế bên này, móc vào cái chân móc kế tiếp á, 2 mũi móc kép cùng một chân. Xong rồi các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép đôi vào đây nha. Các bạn quấn len hai vòng lên kim như thế này, các bạn đâm kim vào cái chân móc này
các bạn kéo lên qua, kéo lên qua 2 vòng. Sau đó là kéo lên qua 2 vòng, còn 2 vòng cuối cùng các bạn kéo lên qua hết luôn. Chúng ta đã thực hiện xong một mũi kép đôi rồi nè các bạn. Rồi, sau khi xong một mũi kép đôi đó, các bạn sẽ móc vào đây 2 mũi móc kép nữa. Rồi như vậy là chúng ta đã có 2 mũi kép đơn, 1 mũi kép đôi và 2 mũi kép đơn rồi đúng không các bạn? Rồi các bạn bỏ qua cái chân móc kế bên này, móc vào cái chân móc kế tiếp á, 1 mũi trượt. Rồi bây giờ các bạn sẽ trượt mũi cho mình thêm 7 mũi trượt nữa. 1 2 3 4 5 6 7. Rồi sau đó các bạn sẽ móc lên cho mình nè, một mũi móc xích ha. Các bạn bỏ qua cái chân móc kế bên này, móc vào cái chân móc kế tiếp 2 mũi kép đơn, thêm một mũi kép đôi nữa, quấn len 2 vòng lên kim, đâm kim, kéo len qua 2 vòng, kéo len qua 2 vòng và 2 vòng cuối cùng móc thêm 2 mũi kép đơn nữa. Rồi chúng ta lại bỏ qua cái chân móc bên đây nè các bạn, móc vào cái chân móc kế tiếp này nè, một mũi dời. Như vậy là chúng ta đã móc được hai bên cái lỗ tai rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ kéo cái phần len này lên ha, giống như khi nãy á. Rồi chúng ta sẽ cắt len, rồi chúng ta sẽ kéo nó thật chặt lại để mà nó cố định cái chỗ đó các bạn. Rồi các bạn sẽ lấy cái kim khâu len, chúng ta sẽ xỏ cái phần len này qua và đưa nó xuống phía dưới nha. Cùng cái chân móc đó chúng ta sẽ đưa xuống và các bạn giấu nè. Như hồi nãy mình nói đó, các bạn sẽ làm cho mình một miếng y hệt như thế này, gồm hai hàng móc mũi kép như lúc đầu mình nói ha, không làm lỗ tai ha các bạn. Rồi mình sẽ không có cắt len, lúc đó thì mình sẽ cắt ra một cái đoạn len dài đi để mà mình khâu gáp lại. Đây các bạn, mình đã móc xong hai hàng móc mũi móc kép rồi nè, và chúng ta không lên mũi móc xích nào ha. Rồi các bạn cứ cắt ra một cái đoạn len dài cho mình đi để mà chúng ta khâu vào cho nó thoải mái nha các bạn. Khi mà các bạn cắt xong á thì chúng ta cũng sẽ đưa nó xuống phía dưới nè. Bây giờ chúng ta sẽ thắt nó lại cái đi, rồi một lát nữa cái các bạn sẽ đưa cái cọng này xuống phía dưới ha. Rồi như vậy là chúng ta sẽ để hai cái này qua một bên này đi. Rồi các bạn lấy cái len màu trắng ra để mà chúng ta sẽ tạo cái phần gâu nha, tạo cho mình một cái vòng tròn nha. Đưa cái kim móc này vào vòng tròn nè, móc lên 3 mũi móc xích. Rồi các bạn sẽ móc như sau ha, các bạn quấn len một vòng lên kim đi, đâm kim vào cái vòng tròn này, chúng ta kéo len qua 2 vòng, giữ nguyên như thế này ha. Rồi các bạn lại quấn len nè, đâm kim, kéo len qua 2 vòng, làm cho mình tổng cộng là 4 lần nữa ha. Ở đây là chúng ta kéo len được 2 lần rồi đúng không các bạn? Quấn len, đâm kim, kéo len qua 2 vòng, 3 rồi đó. Tổng cộng mình sẽ có là 6 lần như thế này. Đây được 5 lần rồi nè các bạn. Nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Không tính 3 mũi móc xích đầu tiên ha. Sau khi các bạn làm xong, các bạn sẽ kéo một lượt qua hết luôn. Và các bạn lại móc lên cho mình 3 mũi móc xích, trượt mũi vào cái vòng tròn này. Sau đó các bạn lại móc lên 3 mũi móc xích, các bạn lại quấn len và tạo cho mình 6 lần như thế ha. 1 2 3 4 5. Lần cuối cùng 6. Rồi các bạn sẽ kéo qua một lượt hết luôn, chốt lại bằng 3 mũi móc xích, lại trượt mũi vào cái vòng tròn này. Rồi các bạn cứ
kéo cái phần len này lên rồi cắt len. Sau đó các bạn sẽ lấy cái cọng đầu tiên nè, các bạn rút nó lại. Rồi đó các bạn, là chúng ta được cái gâu hổ trắng như thế này nè. Đó. Rồi, bây giờ các bạn sẽ lấy cái kim khâu len nha. Cái cọng hồi nãy chúng ta cắt nè, các bạn sẽ xỏ qua cái kim khâu len. Rồi chúng ta sẽ đưa nó vô cái búp ở giữa nè. Vô cái búp ở giữa ha. Rồi sau đó các bạn sẽ cột hai cái cọng màu trắng này lại với nhau. Sau đó các bạn lại đưa cái kim khâu này vào cái chân ở giữa nữa. Rồi các bạn cột lại một lần nữa. Rồi chúng ta sẽ cắt len nha. Cột lại thêm lần nữa cho nó chắc cũng được á các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cắt đi. Một lát nữa cái mình sẽ dùng keo nến á, khi mà mình làm xong á cái mình sẽ định hình nó lại ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy cái len màu đậm á, như hồi nãy mình có hướng dẫn cho các bạn đó, dùng cái len miêu cotton á thì các bạn sẽ tách sợi ra và chọn hai sợi thôi. Còn cái cotton Việt Nam này nè nó mỏng á các bạn, cho nên là mình làm một sợi nè. Rồi bây giờ các bạn sẽ tạo cho mình một cái nút thắt ở dưới này, giống như là mình làm chỉ may thông thường á các bạn, mình tạo cái nút ở dưới đây nè để cho nó cố định lại á. Rồi sau khi mà tạo xong á, các bạn sẽ định hình cho mình nè. Chúng ta sẽ chọn cái điểm giữa để mà chúng ta tạo cái đầu tiên nè các bạn. Ở đây có ba cái chân móc ở giữa nè, à, chúng ta thấy liền à. Rồi các bạn sẽ đâm kim từ ở phía dưới lên cái chân móc đầu tiên ở đây. Đây, chân móc đầu tiên ở đây, các bạn kéo cái sợi này qua. Rồi đâm kim qua bên cuối cái chân móc thứ ba này. Đó, chúng ta đã tạo được một đường rồi ha. Ở cái đường thứ hai á các bạn, nó sẽ nhỏ hơn cái đường ở đầu tiên á. Vì vậy là mình sẽ đâm kim nó thụt vô một cái ha. Rồi các bạn kéo cái sợi này qua. Và bên đây chúng ta cũng sẽ làm thụt vô một xíu nè. Rồi, cái thứ ba các bạn, cái thứ ba thì nó sẽ dài bằng như cái đầu tiên, cho nên là chúng ta sẽ đâm kim ở mép ngoài bên đây. Rồi chúng ta sẽ đưa nó qua mép ở bên đây. Rồi các bạn sẽ đưa ở cái điểm giữa của cái gạch đầu tiên này nè. Rồi các bạn đưa điểm giữa ở cái gạch thứ ba. Kệ nó đi các bạn ơi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo cái mũi với lại cái phần gâu này nè các bạn. Cái mũi thì mình làm ở phía dưới một xíu ha. Nè, ở phía dưới một xíu nè. Các bạn cũng canh chỉnh nó bằng với cái chữ vương trên đây nè các bạn. Đây. Chúng ta sẽ tạo ở phía dưới một xíu. Đó, các bạn kéo cái phần len này xuống. Rồi, đưa cái mũi nó qua bên đây. Tạo tam giác ha các bạn. Các bạn đưa qua chính giữa này. Rồi, các bạn sẽ đưa lên. Đó, rồi chúng ta sẽ đưa qua điểm bên đây. Đưa xuống cái phần tam giác. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thêu bích cái tam giác này cho nó màu đậm hết á các bạn. Rồi
Rồi chúng ta sẽ cùng nhau thêu ha. Đó, rồi bây giờ đưa lên phía trên này. Thêu sao mà nó bít được rồi các bạn. Không cần giống mình đi đường giống mình đâu. Các bạn làm sao mà cho nó nhanh gọn là được ha. Đó, mình làm, mình thêu sắp xong rồi nè các bạn. Chắc còn một đường nữa thôi. Đó. Rồi, sau khi mà thêu xong cái tam giác này thì các bạn sẽ ốm cái phần gâu này vô nè. Đó. Bây giờ đưa nó vô cái phần tam giác trước nha. Đưa cái này nè. Rồi các bạn sẽ giữ như thế này. Đâm kim chở ngược lên. Nè, đâm kim chở ngược lên. Rồi các bạn kéo nó. Đó các bạn. Như thế thì chúng ta đã tạo được cái phần gâu rồi nè. Các bạn làm 3 lần như thế này cho mình ha. Đâm kim chở ngược lên. Rồi đâm kim xuống. Đâm kim chở ngược lên. Rồi đưa kim xuống. Rồi một lát nữa chúng ta sẽ canh chỉnh lại cái form này sau nha. Bây giờ chúng ta sẽ dán hai con mắt trước đi rồi chúng ta sẽ tạo gâu ha các bạn. Tạo mấy cái gâu ngang ngang này nè. Bây giờ chúng ta sẽ ốm thử nó. Các bạn cũng thấy nè, chúng ta sẽ tạo hai cái con mắt ở, làm sao mà cho cái chữ này nè nó nằm ở giữa hai con mắt của chúng ta, nó sẽ nằm hai bên ha. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ bắn keo ở cái điểm này. Các bạn sẽ chấm một ít thôi ha. Rồi chúng ta sẽ dán vào. Và các bạn sẽ giữ cho mình khoảng 15 giây. Sau đó các bạn lại tháo cái này. Và các bạn lại bắn keo bên đây. Các bạn mua cái đồ bắn keo này nè. Ở ngoài mấy cái tiệm ở ngoài á, có mấy chục ngàn à. Mình xài cho nó khỏe hơn ha. Để mình xài hột quẹt á, thì nó sẽ bất tiện á các bạn. Rồi sau khi mà chúng ta làm xong á, cái chỗ này nè, các bạn sẽ dở nó lên. Rồi chúng ta bắn keo ở chính giữa này. Rồi chúng ta sẽ ốm nó vào. Và các bạn sẽ canh chỉnh nó đi. Đó các bạn, canh chỉnh nó tròn trịa lại nha. Và nó sẽ vào nếp rất là đẹp. Rồi, quay qua đây. Các bạn lại bắn keo ở chính giữa này. Và chúng ta cũng sẽ canh chỉnh lại. Đó các bạn, nó tròn đều đẹp lại rồi đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo ba cái gâu bên đây. Thì ba cái gâu này các bạn muốn tạo xéo xéo như vậy thì các bạn tạo. Còn nếu mà các bạn muốn làm ngang 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 á, ba cái gâu nó ngang thì các bạn sẽ tạo ha. Rồi chúng ta sẽ canh chỉnh ở cái điểm đầu tiên này, ngang với cái phần gâu trắng này các bạn, ở cái điểm này ha. Đâm kim từ ở phía dưới lên. Rồi đâm kim xuống ở chỗ này. Các bạn đâm kim sao mà nó ngay cái cọng len á, để cho nó giữ cái cọng len, giữ cái màu nâu này nè, cho nó ấy ha. Chứ mình tạo ở giữa này nè các bạn, nó chạy len lắm. Rồi bây giờ các bạn đưa kim lên ở phía trên này. Rồi cái thứ hai á, mình làm ngang ngang cũng được nữa. Đó. Rồi cái thứ ba các bạn sẽ làm ở phía trên này. Rồi chúng ta sẽ đưa nó lên bên đây. Đó, như vậy là chúng ta đã tạo được ba cái phần bên đây. Rồi các bạn sẽ di chuyển kim qua cái phía đối diện. Nhưng mà các bạn cũng nên đâm kim kỹ kỹ, kiểm tra coi phía dưới này
mình có bị lòi cái chỉ đen này không ha các bạn. Nè, nếu kỹ kỹ thì các bạn sẽ luồn luồn nó như thế này thôi, để thôi nó lòi lên phía trên á, cái mắt cong á các bạn. Đó, mình kiểm tra như thế này là được rồi nè, rồi đưa nó qua đây nữa. Tại vì khi mà mình gáp hai cái túi lại á, nó đã bít cái chỗ phần này rồi. Rồi bây giờ chúng ta cũng sẽ làm ngang qua nè, ở cái điểm này ngang cái phần gâu trắng á các bạn. Đó, rồi các bạn đưa nó lên, rồi các bạn đưa nó qua cái chỗ này. Và chúng ta đã có được một điểm đầu tiên ở bên đây ha. Điểm thứ hai, ta cho xích lên một xíu nè. Rồi, đưa nó vô trong đây. Rồi, cái điểm thứ ba là cái điểm lên. Rồi, bên đây các bạn đưa nó lên trên này. Cái này nó xéo xéo phải không các bạn? Nè, xéo xéo lên trên đây. Rồi, như vậy là chúng ta nếu mà các bạn thấy là nếu mà coi nó đều chưa, nếu mà chưa đều thì mình sẽ canh chỉnh nó lại nha. Rồi các bạn sẽ xoay cái mặt này xuống phía dưới. Chúng ta sẽ tạo một cái nút thắt ở dưới này nha các bạn. Rồi các bạn giấu đi cái đoạn len này vào trong mũi móc này. Rồi cắt cái này đi các bạn. Rồi bây giờ cái cọng len này nó còn nằm ở trên đó, các bạn xỏ cái kim khâu len qua. Rồi chúng ta sẽ đưa nó xuống phía dưới ở cái chân móc, cùng chân móc với nó luôn đó. Rồi như thế nha. Rồi các bạn thử ốm nè. Bây giờ khi mà ấy, mình quay cái mặt phải ra ngoài thì nó sẽ nằm ở hướng này nè các bạn. Đó, mình sẽ ốm hai mặt này lại với nhau nè. Rồi bây giờ các bạn sẽ chừa ra cho mình cái đoạn này với cái đoạn này là cái miệng túi ha. Rồi bây giờ các bạn tạo cho mình một cái nút thắt ở đây trước đi. Tạo cho mình một nút thắt ở đây ha, để cái len này nó đừng có chạy á. Rồi đưa cái len này qua bên cái phía ngược lại nè, tại vì mình sẽ làm từ cái lỗ tai qua các bạn. Đây, các bạn ốm vào. Chúng ta sẽ làm từ cái lỗ tai qua ha. Các bạn đưa cái kim lên cái chỗ cái lỗ tai nè. Đó, các bạn khâu lại cho mình ở cái điểm đầu tiên này, các bạn làm hai lần. Rồi bây giờ chúng ta lại tiếp tục quay lại như thế này ha. Cái thân này, cái nhánh này, các bạn đâm kim xuống cái chân móc này, kéo len qua. Tiếp tục cái thân này xuống cái chân móc ở phía dưới này, kéo len qua tới cái chân bên đây. Các bạn đâm kim cho nó xuống phía dưới luôn đi các bạn nè. Đâm kim qua như vậy là chúng ta đã gáp được rồi đó. Rồi ở dưới chân móc này nè, bây giờ chúng ta sẽ làm chân móc song song ha. Ở cái chân móc này các bạn làm thêm một lần nữa với cái chân móc mình đã làm ở trên đây đi các bạn, để cho nó đều mũi nha. Rồi ở đây các bạn này đâm kim từ đây xuống phía dưới này. Bây giờ là những cái chân móc này là nó song song hết rồi đó các bạn. Các bạn chỉ cần đâm kim qua lại như thế thôi là chúng ta sẽ gáp lại tới bên cái lỗ tai bên kia luôn nha. Đó. Và bây giờ các bạn sẽ gáp cho mình hai cái chân móc song song như thế này. Gáp tới bên đây đi, rồi mình sẽ gặp lại các bạn nha.
mình đã móc tới, ghép tới cái phần lỗ tai nè các bạn nè, chỗ cái điểm lỗ tai luôn rồi nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ghép lại y hệt như ở phía bên kia ha, đâm kim từng nhánh ở chỗ cái phần lỗ tai này nè đó. Rồi các bạn sẽ đâm kim qua, chúng ta đâm kim cùng chiều á, để khi mà ghép á các bạn nó sẽ đẹp hơn. Đó các bạn, tới cái điểm này thì chúng ta dừng lại được rồi nè, để làm cái miệng túi nó cỡ tới đây thôi ha. Ở bên đây á, đó các bạn, khi mà để cái nhánh tỏi vô là nó còn bao nhiêu nè, như vậy là được rồi ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đâm kim tự do thoải mái luôn đi các bạn, để mà chúng ta sẽ giấu đi cái phần len này nè. Rồi đưa nó vào phía trong này, đưa nó xuống phía dưới này luôn. Đó các bạn, đưa nó vào trong cái mũi móc ha. Rồi, các bạn sẽ cắt đi cái đoạn len này đi. Chúng ta sẽ làm cái dây đeo nha các bạn. Cái dây đeo thì các bạn có thể là làm 110 đến 120 ở cái chân móc ở phía chính giữa nè. Các bạn đâm kim vào cái chân móc ở chính giữa cái phần này. Rồi các bạn sẽ kéo cái len màu vàng qua, chừa lại một cái đoạn len cho mình ha. Rồi, các bạn kéo cái len này qua, đưa cái len màu vàng này trở ngược qua đây. Rồi các bạn móc lên cho mình khoảng 110, 115, 120 tùy theo của bé ha. Bé sơ sinh thì các bạn làm 110 thôi cũng được nữa. Mình đã móc tổng cộng là 115 mũi rồi đó các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ dòm xuống ở cái phía ở phần dưới nè. Các bạn móc vào cái chân móc song song á các bạn. Nè, cái chân móc song song ở cái mảnh phía dưới ha. Rồi các bạn sẽ kéo cái len qua, tạo cho mình một mũi dời, móc lên cho mình một mũi móc xích, kéo và cắt len. Các bạn cứ kéo ra một cái đoạn len dài đi, để mà chúng ta khâu vào trong mũi móc cho nó dễ ha. Rồi kéo cái này lại, chúng ta lại xỏ cái len này qua kim khâu len. Rồi các bạn sẽ thực hiện việc giấu len cho mình ha. Ở đây các bạn sẽ đâm kim từ ngoài vào nè. Đó, để cho nó cùng chiều á các bạn. Khi mà tạo được rồi, các bạn sẽ tạo cho mình một cái nút thắt ở chỗ này nha. Đó, các bạn thắt nó lại. Rồi các bạn giấu hai cái cọng len này cho mình nha. Và bây giờ chúng ta làm cái bước cuối cùng. Các bạn sẽ đưa cái kim móc vào cái nút cổ này. Rồi các bạn chọn một cái điểm chính giữa ha. Rồi xỏ qua như thế. Rồi các bạn sẽ kéo cái cọng len này lên. Rồi các bạn sẽ buông nó ra và kéo mạnh xuống phía dưới. Như thế thì chúng ta đã hoàn thành xong cái mẫu này rồi nè các bạn. Đó, khi mà kéo ra kéo vô bỏ cái nhánh tỏi này cũng dễ thương đúng không các bạn, và cũng dễ nữa nè. Rồi ở phần này thì các bạn cứ nhặt ra này cho mình. Rồi như thế thì mình đã hướng dẫn cho các bạn móc thành công cái mẫu túi tỏi bé cọp con cho năm 2022 ha. Rất là đáng yêu luôn đúng không các bạn. Các bạn có thể là phối màu tùy thích ha, chung với lại cái combo của các bạn mà các bạn móc á. Thì ở đây là sau này mình sẽ lên cái mẫu nón hổ nè, rồi mẫu áo khoác hổ nữa, hoặc là những cái đầm hổ cho bé gái, trang trí hình con cọp con đáng yêu cho bé nha. Hy vọng là các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh Mimi Handmade của mình. Và mình hy vọng là các bạn sẽ móc thật là đẹp cái mẫu túi tỏi cọp con này nha. Mình cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết video này nha, và thực hiện cái mẫu hổ này cùng mình nè. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn lại các bạn ở những clip sau nha. Nếu thích thì nhớ nhấn thích video và comment ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha. Đừng quên nha các bạn. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye.